Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chủ Hồng đang ở chung cư Amber Rio là ở ngay chỗ The Lamington Lê Đại Hành ha, ngay trung tâm tiêm chủng VNEC nè. Nguyên cái siêu thị lớn phía đằng kia, góc đường 3 tháng 2 với đường Lê Đại Hành ha. Hôm nay chủ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở trên đường này, đi thẳng qua đường đó một chút xíu là tới thôi. Cái hướng Vũ Hồng đang di chuyển là từ phía chợ Thiết di chuyển về dòng xây Lê Đại Hành nha. Và cái căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú chị bạn là nhà nằm ở hẻm thông luôn nha. Cái nhà được chủ mới vừa cải tạo luôn, rất là đẹp. Và con đường này là đường Lê Đại Hành ha cô chú chị, đường này là đường Lê Đại Hành nha. Đường Lê Đại Hành thì một đầu là nó từ phía bên ngay chỗ khu chợ Thiết chạy về phía dòng xây Lê Đại Hành, nó giáp với đường Âu Cơ, đường Bình Thới, đường Lữ Gia, đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ở đây trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ ha, trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Phú Thọ, nhà thi đấu Phú Thọ nha. Phía trước mặt mình là dòng xây Lê Đại Hành, dòng xây Lê Đại Hành ha, chung cư Lữ Gia. Còn đây là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao nè ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Bên phải mình đó, rẽ phải là mình sẽ đi về phía bên trường Đại học Bách Khoa, là Đại học Kỹ thuật các cô chú vậy. Di chuyển về Tô Hữu Thành, về cách mạng 8, rẽ trái thì mình về chợ Bình Thới, về Ủy ban dân quận 11 ha, dòng xây nè. Ở dòng xây Lê Đại Hành nữa ha. Ở đường này là đường Nguyễn Thị Nhỏ, Lữ Gia, đây là đường Âu Cơ và bên kia là đường Bình Thới ha. Dòng xây Lê Đại Hành nữa ha, bên kia là góc Lữ Gia nha cô chú chị. Đường Lữ Gia bên sau lưng mình, còn trước mặt là đường Bình Thới. Còn đường mình di chuyển là đường Âu Cơ ha. Đường Âu Cơ này thì bên tay phải mình là có trung tâm xe máy Quang Phương nè. Bên trái là phường 14 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, bên phải là phường 9 quận Tân Bình ha. Đường này là đường sung túc, cũng không có kém gì đường Hậu Giang ở quận 6 cô chú anh chị. Cực kỳ đông đúc và sầm uất luôn nha cô chú chị. Mình di chuyển khoảng chừng 800m thì mình sẽ tới góc đường ngã tư đường Âu Cơ với đường Lạc Long Quân ha. Xin nhắc lại, bên tay phải mình là thuộc phường 9 quận Tân Bình và bên trái là thuộc phường 14 quận 11 nha. Bên đây có một cái ngôi trường nè, trường này là trường phổ thông trung học Phạm Ngọc Thạch, trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch. Rẽ trái là mình sẽ đi ra dòng xe, đi thẳng là đường Cộng Hòa, rẽ phải ra Bảy Hiền, rẽ trái là về đường Hòa Bình ha. Giao lộ ngã tư này là ngã tư đường Lạc Long Quân với đường Âu Cơ nha. Âu Cơ Lạc Long Quân, ủa đúng rồi, phía trước mặt mình là Lạc Long Quân thẳng luôn. Qua khỏi ngã tư này ha, qua khỏi ngã tư mình rẽ trái nha cô chú anh chị. Rẽ trái là đường Trịnh Đình Trọng ha. Đó, mình rẽ bên tay trái về đường Hòa Bình nè. Đó, đi thẳng thì về đường Cộng Hòa, rẽ phải là về ngã tư Bảy Hiền ha. Ngã tư Bảy Hiền là trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền đó, rồi dòng xây cho cả cái mảng 8 rồi đó cô chú anh chị. Đây, vừa qua đây đối diện Ủy ban dân phường 10 mình rẽ bên trái nha. Đường Trịnh Đình Trọng ha. Đó, đối diện Ủy ban dân phường 10 quận Tân Bình mình rẽ bên trái nha. Đó.
đường Trịnh Đình Trọng với đường Âu Cơ ha, mình đi vô đây. Đường Trịnh Đình Trọng nè, bên trái là khu dân, bên trái là trường tiểu học và trường phổ thông trung học, trường trung học cơ sở Trương Vĩnh Ký. Đi thẳng ha, mình chưa tới chợ Phú Bình nha cô chú chị. Bên trái mình hiện giờ là thuộc phường 5 quận 11, bên phải thuộc phường 10 quận phường Phú Trung quận Tân Phú nha. Đây hẻm hẻm này hẻm mấy nè, đi chưa tới không phải hẻm này đó, hẻm ngay chỗ nhà thuốc ông Châu hả? Đây nè hẻm này nè, bên phải nè, trước khi tới nhà thuốc ông Châu nha, rồi bên phải vô hẻm 104 nè. Tới nhà rồi đây cô chú anh chị. Nhà này nay sửa rồi rất đẹp nha. Hẻm này hẻm thông nha, đi thẳng qua bên kia là nó còn thông nha. Chưa mở sổ luôn cho cô chú anh chị bạn xem nè. Nhà này mới vừa được cải tạo nguyên căn luôn, rất là đẹp ha. Lý Hồng mở sổ cho cô chú anh chị bạn xem luôn nha. Hẻm này qua bên kia là hẻm còn thông qua bên kia luôn nha. Gửi lên cái sổ cho người Trịnh Đình Trọng này cái chị nghe. Đây hẻm này nó còn thông bên kia nha, hẻm này ô tô nhỏ đi được thông qua bên kia luôn nha. Đó, mình đi một đoạn cho cô chú chị bạn xem nè. Đi thẳng qua bên đây là đường Hoàng Sương Nhị, mình ghé phải lại lại đường Lạc Long Quân nha. Đó, đằng đó là đường Hoàng Sương Nhị đó cô chú anh chị ha. Đó, đường Hoàng Sương Nhị đó. Xe chạy qua lại đó là đường Hoàng Sương Nhị nha. Mình đi ngược lại ha. Hẻm rất là rộng luôn ha. Đó, sau lưng chú Hồng là đường Hoàng Sương Nhị, trước mặt là đường Trịnh Đình Trọng nha. Ở đây phường Phú Trung quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm 104 ha. Đây nhà của mình ha. Đây sổ nhà mình nè cô chú anh chị. Sổ nhà mình là được công nhận 18m1 nha cô chú anh chị. Đây sổ nhà mình là 18m1 nè, 104/32 đường Trịnh Đình. Wow, nhà đẹp quá à. Trịnh Đình Trọng đẹp chứ anh. Đẹp không? Đẹp quá, đẹp luôn rồi. Mỗi nhìn nó thì tới rơi rồi nhìn thấy đẹp quá trời luôn. Quá đẹp ha. Chiều nay chúng số thì má mua nhà đó luôn rồi. Mua đi, mua chưa? Hỏi về bé. Mua chưa? Định mua. Mà có chỗ bé chưa? Chưa, đang kiếm. Kêu cô này chỉ cho. Quá đẹp luôn, quá đẹp. Đây nhà mình đây ha. Diện tích hoàn công này ha, xây dựng hoàn công đầy đủ luôn nha. Đó, nhà mình đó thì ở phía hoa có một phần phía trước là khoảng chừng 6 tấc. Đó, bề ngang 6 tấc là không công nhận nha. Đó, 6 tấc là nó không công nhận nè. Thấy chưa? Ngang 3 và dài là 8m nha. Bây giờ Vũ Hồng mở cái thông tin quy hoạch cho cô chú chị bạn xem luôn. Để mình để em coi trong diện tích thực tế nó hôm nay nhiêu nha.
em coi trong cái bản vẽ này thực tế diện tích nó là bao nhiêu. Các Khoa coi dùng cái thửa đất số mấy qua. Khoa coi lại thì cái thửa đất số mấy nè. Thửa đất số mấy con? Thửa đất số 64 và 41. Đây cô chú anh chị ơi, diện tích đất của mình là 18.1 ha. Đây 18.1 nè. Đất hiện hữu 100% luôn nha. Đó, đất là hiện hữu 100% luôn ha. Đó. Một trăm phần trăm khu dân cư hiện hữu luôn nha. Nhà thì hoàn công đầy đủ. Diện tích đất là được là hướng nhà mình đó là hướng đông, hướng nhà mình đó là hướng tây nam nha cô chú anh chị. Để coi phải hướng tây nam rồi rồi nó chắc hướng nhà là hướng tây nam. Rồi mời cô chú anh chị bạn vào bên trong để mình xem nhà ha. Và trước tiên là thông tin về cái hẻm phía trước nhà mình đó là hẻm khoảng 4.5 m ha. Hẻm này là thông từ đường Hoàng Thiên Nghị thông qua đường Trịnh Đình Trọng. Rồi nhà mình ở ngoài là được ốp đá hoa cương cao lên đến trên lầu 1 luôn. Và ở phía ngoài là có cái ban công bung rộng ra làm rất là đẹp ha. Ở trên là có cái đường đó, làm cái cao đó như cầu thang để lên trên cái sân máy bên trên. Có cửa sổ và cửa đi ra ngoài ban công bằng nhôm sinh pha và kính cường lực, có đèn trang trí luôn ha. Ở trên làm một cái sino bên trên nữa, ở nút giả bên trên. Và ở đây thì có, ở dưới đây là có ốp nhựa giả gỗ ha. Còn cửa lớn 4 cánh nhôm sinh pha kính cường lực. Chiều cao của cái nền nhà mình so hơn mặt hẻm là khoảng chừng 4 tấc nha cô chú anh chị, khoảng 4 tấc ha. Ở đây chủ nhà có làm thêm cái vòi nước để mình hứng nước rửa xe rồi ha. Cạnh này nè cô chú anh chị, cạnh này là 7.5 m, vô đó 7.5 m và cạnh này là 7 m nha. Đó, cạnh này là 7 m. Nhưng mà tại do cái phần phía trước mình có một phần á, phần phía trước là nó không công nhận nên nó là diện tích trong sổ mình chỉ được công nhận là 18.1 m thôi. Đó, nhưng thực tế thì nó rộng hơn ha cô chú anh chị. Ôi, căn nhà quá đẹp luôn cô chú chị ơi. À, khu vực phòng khách nè, được chủ nhà ốp nhựa giả đá cao lên đến trần luôn ha. Và hai bên là ốp mấy cái tấm cosmos giả gỗ ha. À, hẻm ô tô ngang nhà nha. À, cửa nhôm sinh pha bản lề kim long ha, đèn led âm trần và đèn trang trí có hắt đèn màu, trần giật hợp thạch cao. Nhà mình nhà đúc thiệt, đúc bê tông cốt thép nha. Ở dưới là chủ nhà là ốp gạch ở chân dưới là viền màu xám đó, màu xám dân mây. Và ở trên đó, ở trên thì màu đậm, ở giữa hai tấm ở dưới giữa thì màu trắng ha, đó, màu trắng dân mây nha, rất đẹp luôn ha. Nhà chủ quyền hồng, điện chính nước chính, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. À, khu vực này thì mình có thể làm tiệm nail, tiệm tóc đồ là ok nha cô chú anh chị. Đó, lúc trước thì cái cầu thang nằm bên đây, nay chủ nhà làm cầu thang ở giữa đi rất là ok luôn ha. Đó, khu vực phòng khách cô chú chị bạn nhìn lại phòng khách của mình nè, rất đã luôn ha. Và chủ nhà trang bị sẵn tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Và ở đây chủ nhà làm sẵn cho mình để chỗ để máy giặt luôn nha cô chú anh chị, để máy giặt luôn nè.
Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới rất là ok ha. Nè, ở đây thì chủ nhà chừa sẵn để mình lắp cái hộp để đây là máy hút hút mùi á, lắp trong đây. Đèn LED nè, trong có kính cường lực màu nè ha. Còn chậu rửa inox 304 độ sâu lồng ha. Còn ở đây là chủ nhà làm mấy cái cửa, đó, có mấy cửa có lỗ thoát hơi nè ha. Hộp để đồ nè ha, rất ok luôn nha. Ở đây thì đó, mình về gắn thêm cái tủ để đây mình để chén dĩa ha, có bên lật luôn nha. Rồi, đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cửa nhôm sinh pha và kính cường lực mờ ha. Nó nằm gói gọn dưới cầu thang ha, bồn cầu loại liền khối. Rồi mình nhìn lại từ trong ra ngoài ha, từ trong ra ngoài nhà mình ha. Đó, từ trong ra ngoài nè. Đèn ba chế độ hết nha cô chú chị, đèn này là đèn ba chế độ hết luôn ha. Ở đây có chỗ để mình có thể mình thờ táo được nè. Ha. Đó, đèn LED âm trần nè, chiều chế độ, rồi đèn dạ cầu với đèn dạ chỗ trang trí. Rồi hát đèn màu đầy đủ hết ha. Đây cái chỗ mình để máy giặt nè, máy giặt để đây nha. Rồi cầu thang thì cầu thang đúc tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng kính, mặt đi bằng đá hoa cương và mặt bên bằng kính cường lực ha. Ở trên nhà vệ sinh này nè, chủ nhà làm một cái kho để mình chứa đồ, trên đây có một cái kho chứa đồ ha, để mình chứa đồ nha. Cầu thang đi cũng khá thoải mái ha. Cạnh bên kia là 7,5 m, cạnh bên đây là 7 m nha cô chú anh chị. Do phần phía trước không được công nhận nhưng mà mình vẫn sử dụng nha cô chú anh chị. Tổng diện tích đất mình được công nhận là 18,1 m. Rồi cầu thang mình mới đi lên nè, phía trước một phòng và ở phía sau một phòng. Cửa này cửa gỗ đài loan ha, khá đẹp nha. Nhìn nè ha. Phòng này có cái cửa sổ nha, có cửa sổ đẩy nè, đèn cầu thang. Rồi phòng bên trong nè, chân tường thì được cũng được chủ nhà dán cao lên 1,5 m ha, dán cao lên 1,5 m. Đi sẵn dây ống đồng máy lạnh cho mình luôn, đi sẵn dây ống đồng máy lạnh cho mình luôn nha. Dây điện rồi đổ xả nước rồi đầy đủ hết ha. Ở đây chủ nhà cũng cẩn thận làm cái cục hít nè, cục hít nè ha. Ở trên nhà vệ sinh này thì chủ nhà cũng làm một cái kho để chứa đồ. Ở trên đây có một cái kho để chứa đồ nữa ha. Ở trên đây có một nhà vệ sinh sử dụng chung vào phòng trước và phòng sau. Đây có CB của phòng trước, phòng sau nữa ha. Đây nhà vệ sinh ở trên lầu nè, cũng cửa nhôm sinh pha bản lề kim long, kính cường lực mờ. Và tường nhà thì cũng được chủ nhà là ốp cách điệu nhiều màu, ở trên màu sậm, ở dưới chân màu sậm và ở giữa là màu nhạt ha, màu xám vân mây nha cô chú anh chị. Rồi ở đây mỗi một cái phòng thì sẽ có một cái van phá nước nè. Đó, đây phòng phía trước, phòng phía trước thì rộng hơn, phòng phía trước cũng cửa gỗ đài loan và có cửa sổ, có cửa đi ra ngoài ban công và cái đèn ngủ đẹp ha. Trần dược hợp thạch cao, có đèn led âm trần, đèn led thấy không? Chủ nhà đi sẵn dây ống đồng máy lạnh và nước xả rồi nguồn điện đầy đủ hết á, về mình mua máy lạnh mình lắp thôi, mình không có phải băng tường gì nha. Trên đây có cái kho chứa đồ và ở đây là nhà vệ sinh, chủ nhà làm một cái khoảng hở nè để không gió từ bên trong ra bên ngoài ha. Ngăn cách giữa cái các phòng thì chủ nhà có làm cái gạch điểm á, để nhìn thấy cái ngăn cách cái không gian nó đẹp ha. Chân tường thì được chủ nhà ốp cao lên 1,5 m. Ổ điện thì chủ nhà gắn rất là nhiều luôn, giúp cho mình sử dụng dễ dàng ha, tiện lợi trong cách sử dụng nha. Đây phía trước là một cái cửa đi ra ngoài ban công, cửa một cửa đi ra ngoài ban công và một cái cửa sổ ha, một cái cửa sổ. Nhà cao cửa rộng nha. Trên nè, hợp thành dược hợp thành cao đây. Rồi ban công phía ngoài nhà mình đây, ban công phía ngoài nhà mình đây ha.
Ở ban công này trồng cây đồ là thoải mái nha. Ở trên đây sino đúc luôn nè, và có cái đèn trang trí. Cửa nhôm tinh pha bản lề kim long. Cái lối này là mình vừa đi bộ để làm cái cầu thang, vừa làm trang trí, vừa làm cầu thang để đi lên trên cái mái che bồn nước bên trên đó cô chú anh chị. Và Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình 104/32 đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhưng ở đây giáp ranh với quận 11, bên kia là quận 11. Và căn nhà này thì có hẻm thông từ đường Trịnh Đình Trọng thông sang đường Hoàng Sư Nhị ha. Taxi nhỏ đi ngang qua nhà mình được luôn. Và căn nhà này hiện tại thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 3.280.000.000 ha. 3.280.000.000 cô chú chị bạn nào quan tâm thì đi xem nhà, Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp trực tiếp chủ nhà để mình làm việc thêm nha. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh thì cô chú chị bạn hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi thì nhớ chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Và đừng quên bấm like sau khi xem hết video để ủng hộ Vũ Hồng nha cô chú chị. Thật sự bấm like thì nó sẽ không có tốn tiền đâu, nhưng mà để xem cái video được nhiều like thì nó được YouTube đề xuất lên cho nhiều người xem ha. Nhà mình đúc bê tông cốt thép nên cô chú chị bạn nhìn mấy cái đà này, nè nó bự lắm nè, nó có đà bự rất là bự luôn. Đó, hy vọng rằng căn nhà này sẽ có duyên sớm với một cái người nào đó nhanh tay nha. Ở nhà rất đẹp, chủ nhà là nói là còn thương lượng giá cả, nên cô chú chị bạn thấy ưng ý thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979 hoặc 0933 787878, xem nhà bất cứ lúc nào cũng được ha. Rồi Vũ Hồng một lần nữa xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.